linh kiện RC Test Flycam Z5 của anh Tùng ạ. Bay đây. Mình bay đi. Cho lên này. À, test giữ vị trí anh nhá. Test giữ vị trí. Máy của mình giữ vị trí tốt nhá. Hình ảnh truyền về ạ. Ok, anh tiến về phía trước này. Ok, lùi về phía sau này. Xoay trái. Sang trái này, sang phải. Ok, máy của mình như này là hoạt động tốt rồi anh nhá. Thì em hạ cánh đấy ạ. Anh cứ hạ cánh xuống đây này.